Dạ thưa bà, có mấy anh này tới kiếm cậu Phú á. Dạ. Ủa, có chuyện gì vậy hả? Anh là Hoàng Phú. Dạ đúng, có chuyện gì không anh? Có một vụ án cưỡng bức xảy ra đêm qua, muốn anh cung cấp thông tin cho chúng tôi. Không có gì là nghiêm trọng hết, nhưng cô ấy đã bị cú sốc tâm lý rất lớn, phải mất rất nhiều thời gian để mà hồi phục. Anh vừa ở chỗ công an về, nó sẽ phải đền tội đúng không anh? Như vậy là sao? Có vấn đề gì hả? Phú nói là do Liên chủ động, chứ nó không hề hãm hại Liên. Nó đâu? Trọng à, em bình tĩnh lại đi. Bên công an họ xác minh thuốc mê ở trong bia là do Liên mua, và tài xế taxi đã chở hai người cũng đã khẳng định Phú muốn đưa Liên về nhà, nhưng Liên nhất định không chịu mà đòi lên nhà với Phú. Bây giờ mọi nhân chứng vật chứng đang đứng về phía của Phú. Như vậy là không có cách nào buộc tôi được nó hả? Sẽ rất khó. Trọng à, em đừng có suy nghĩ quá rồi lại làm bậy nữa. Thì chỉ cần mắc sai phạm sẽ không giải quyết được vấn đề gì đâu. Trọng à, anh Trung nói đúng đó. Em phải nhớ, em không được xảy ra chuyện gì, nếu không á thì Liên nó sẽ càng đau khổ đó. Bình tĩnh lại đi Trọng à, chắc chắn á là mọi người sẽ tìm cách giúp em. Quan trọng là em phải giữ mình và nhất định là không được bỏ cuộc nha em. Không, 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 không. Liên, anh đã tìm được chứ? Trong kết không có cuốn sổ đâu, có thể là để ở kết bí mật ở nhà. Kết trong phòng làm việc không có. Còn phòng của ông ta? Em chưa kiểm tra. Thôi được rồi, em kiểm tra rồi sẽ gọi lại cho anh sau. Anh đứng đây bao lâu rồi? Không sao, em yên tâm đi. Anh mới vừa về thôi, chưa nghe được gì đâu. Anh điên rồi hả? Anh và cô ta không có gì hết. Chuyện đó là chuyện của anh, không liên quan gì tới tôi hết. Xem không quan tâm anh có bị gì không hả? Anh đã đứng ở đây thì có nghĩa là anh không bị gì rồi. Đã xong xuôi hết chưa? Dạ thưa Dượng, đã xong xuôi hết rồi ạ. Dạ con xin lỗi vì đã để mấy chuyện không hay xảy ra. Quan trọng là không xảy ra chuyện gì và không ảnh hưởng đến công ty. Dạ Dượng yên tâm đi, con sẽ không để ảnh hưởng đến công việc của công ty ạ. Ừ, thôi ra ngoài đi, Dượng có việc phải làm. Dạ. Đi mua nhà. Ông ấy đã mua cho má 5 căn hộ chung cư để làm tài sản dưỡng già. Ông ấy còn hứa sẽ cho con cổ phần ở Trường Thịnh. Má thấy như vậy là đủ rồi sao? Con à, nhà lớn, tiền nhiều, thì một ngày cũng 3 bữa, đêm một chỗ nằm. Quan trọng là mình thấy bình yên, vui vẻ và thanh thản với lương tâm. 5 căn hộ đó sau này má cũng để lại cho con. Con không cần má cho, con sẽ tự mình lấy những thứ mà mình muốn. Phú à, có phải anh Trung đã nói gì với má rồi không? Không, không phải. Phú, dừng lại đi con. Những chuyện đã qua, con hãy để cho nó qua. Bỏ qua tuổi thơ của con nè, rồi vết thương trên đầu của con nữa, con không bao giờ bỏ qua đâu. Con đang đánh mất bản thân mình đó. Thật sự hối hận vì đã mù quáng giúp con. Con nói cho má biết, con đường này con đã đi thì sẽ không bao giờ con quay lại đâu. Phú, Phú, đã đỡ hơn chút nào chưa? Anh Hai,
Nếu thật sự em phải ngồi tù, anh hãy giúp em chăm sóc cho Liên và chú Bảo nha. Nếu như có thể, anh đưa cô ấy ra nước ngoài thì càng tốt. Tránh xa được nơi này, có thể giúp cho cô ấy mau hồi phục hơn. Anh đã nhờ giáo sư Thông giới thiệu một chuyên gia tâm lý. Ngày mai, người này sẽ đến gặp Liên. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Chú nè, nè, hai anh em qua bên đó ăn chút gì đi. Dạ, em vô ăn chút gì đi. Dạ, cháu nói xong cho chú, để con đem vô cho Liên. Chưa, chút nữa mới xong. Vậy hả? Vậy đợi cháu nấu xong, con đem vô cho Liên, rồi con ăn luôn. Cảm ơn con, lúc nào cũng nghĩ cho con Liên. Mai là có con chăm sóc cho nó. Liên sao rồi chị? Liên đã ngủ được rồi. Dạ, chị để con vô với cô ấy. Lỡ như cô ấy tỉnh dậy mà không thấy ai, mất công xảy ra chuyện như hồi sáng nữa. À, chú cũng đi qua bển coi nồi cháo nghe. Dạ. Anh đi mua thuốc cho Liên. Anh Trung à, em không hề trách giận về anh, cho nên anh không cần phải tránh mặt em như vậy đâu. Em có mệt không? Em không sao. Anh Trung à, anh đừng xin lỗi em. Chuyện đã qua rồi, em không muốn nhắc tới nữa. Em có thể hỏi anh chuyện này được không? Anh dự định sao? Mấy ngày nữa em sẽ biết câu trả lời. Hồ sơ làm tốt lắm, đem photo nhiều bản để chuẩn bị cho cuộc họp. Dạ, con xin phép ạ. Vô đi. Thưa ba, có những chuyện mà ba cần phải biết trước khi họp với các cổ đông. Mày lại định gây ra chuyện gì hả? Có những thứ không thuộc về mình thì hãy trả lại cho người ta đi. Nè, tao hỏi mày gây ra chuyện gì nữa? Nếu như mình rời khỏi Trường Thịnh thì gia đình mình sẽ có một cuộc sống sung túc, và ba có thời gian để nghỉ ngơi nữa. Tao hỏi mày đã gây ra chuyện gì rồi? Để con gọi điện thoại gọi mọi người tới. Xin lỗi ba, con tới trễ. Xin lỗi, tôi tới trễ. Đã bắt đầu họp chưa? Dạ, còn các cổ đông khác thì sao ạ? Không còn cổ đông nào nữa đâu. Ông Sang và ông Dương đã bán hết cổ phần cho tôi rồi. Họp đi. Dạ. Không cần phải đưa văn bản cuộc họp đâu, nội dung đã thay đổi rồi. Cô ngồi xuống đó đi. Dạ thưa ba, bác sĩ đã dặn ba cần phải nghỉ ngơi tuyệt đối. Vậy mà ba vẫn ham muốn làm việc, cho nên con và anh Trung đã... Thôi đi, bỏ cái trò hề này đi. Anh Công, lá phiếu của anh sẽ quyết định ai là người sẽ làm chủ cuộc chơi ở Trường Thịnh này. Đã đến lúc anh lên tiếng rồi đó. Tôi cũng nghĩ như mấy đám trẻ, anh nghỉ ngơi được rồi đó.
Ra ngoài đi. Dượng nói là ra ngoài đi. Ở đây ông đâu còn là người nắm quyền. Ông ra lệnh cái gì? Mày! Chắc là ông không bao giờ ngờ mình sẽ có ngày hôm nay phải không? Mày đã cấu kết với con Hồng à? Tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về má tôi và tôi. Tao, chính tao đã cứu vớt má mày từ tay thằng cha nghiện ngập của mày. Lấy lại. Má con mày có cái gì để lấy lại? Cứu vớt à? Đừng nói cái kiểu mà mình cao thượng như vậy. Ông chỉ là kẻ đi phá hoại gia đình người khác mà thôi. Mày! Và ngay bây giờ, ông phải trả giá những việc làm thất đức của mình. Mày! Tao sẽ... Ừ. Sao? Nhìn ông kìa. Thật vô dụng. Ráng, đừng có chết sớm. Chứ nếu không, ông sẽ không bao giờ thấy được cái cảnh tôi sẽ lấy hết gia tài của ông. Còn chuyện này tôi nghĩ ông nên biết. Có rất nhiều người cấu kết trong chuyện này lắm. Chứ không phải chỉ có tôi và Hồng. Thí dụ như là má tôi và cô thư ký mới của ông chẳng hạn. Mày! Mày! Thảm bại. Có chuyện gì? Dạ em nghe có tiếng đổ vỡ bên trong cho nên. Tổng giám đốc đang rất tức giận. Đừng ai vào làm phiền tổng giám đốc hết. Dạ. Còn nữa, dặn mọi người nếu không có lệnh của tổng giám đốc không được vào. Dạ em biết rồi. Thôi bây giờ cho chắc ăn luôn. Gọi hai bảo vệ đứng đây canh chừng cho tôi. Dạ. Alo, phòng bảo vệ đúng không ạ? Dạ, dạ, tôi Xuân đây ạ. Dạ, anh cho liền hai bảo vệ lên phòng họp lớn giúp em ạ. Dạ, cảm ơn anh. Qua phòng họp gấp, chú có chuyện. Hai anh đứng ở đây canh chừng, nhớ là đừng có cho ai vào làm phiền chú nha. Dạ, dạ. Được rồi. Xuân, bảo tôi sao rồi? Dạ, chú đang ở trỏng á, chú đang rất là giận. Em nghe có tiếng đồ đạc đổ vỡ tùm lum ở trỏng hết á. Bye ba, để con đi. Bye ba. 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 Ba có sao không ba? Hả? Chú bị sao vậy anh? Phụ tôi. Để bắt tôi nằm xuống. Dạ. Ba. Ba ơi. Gọi xe cứu nhanh lên. Dạ. Nhanh lên. Dạ. Ba. Gọi xe cứu nhanh lên. Nhanh lên. Dạ. Ba. Ba. Ba.
Cô ta trở thành chủ tịch hội đồng quản trị rồi. Anh nói ai? Thu Hồng. Bằng cách nào? Chú Dương và chú Sang bán hết toàn bộ cổ phần công ty cho công ty Thái Lan, và cô ta đã kết hợp với công ty đó. Nhưng mà như vậy á vẫn chưa đủ để cô ta trở thành chủ tịch mà. Anh Trung đã chuyển toàn bộ cổ phần mà anh ấy đã sở hữu cho cô ta, cộng thêm sự ủng hộ của chú Công nữa, vậy là chắc thắng được chú Trường rồi. Ừ, có chuyện gì vậy? Em đi gặp anh Trung, em muốn biết số cổ phần của anh đã được bán trước hay sau khi cô ta rút đơn tố cáo em. Hương à, Hương à, Hương. Alo, có chuyện gì vậy? Dạ, ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy tới gặp bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, em nghe nè anh hai. Em đi đến bệnh viện thành phố gấp đi. Có chuyện gì vậy anh? Đừng có hỏi nhiều, lập tức đến đây. Dạ, anh hai, anh hai. Em nghe nè anh Khải. Em có đang ở bệnh viện không vậy? Ở bệnh viện? Anh biết chuyện gì xảy ra đúng không? Anh Trung nói với em là đi vào bệnh viện. Nhưng mà không nói lý do gì hết. Chú nhập viện rồi. Bác sĩ nói là sẽ rất khó qua khỏi. Sao lại như vậy? Sao mà em bị như vậy? Thu Hồng đã chiếm được Trường Thịnh. Có lẽ chú đã bị sốc nặng. Lại là tụi nó. Đâu à? Em sẽ không để cho tụi nó hai người nữa đâu. Em sẽ bắt tụi nó phải trả giá. Trọng An, lấy là tụi bay. Trọng, Trọng à, Trọng, Trọng. Cậu đừng có làm như vậy. Buông ra. Cậu Trung biết cậu về đây tìm cô Hồng và cậu Phú, nên cậu Trung dặn tôi bằng mọi giá phải giữ cậu lại. Cậu bình tĩnh lại đi cậu Trọng. Cậu bình tĩnh lại đi. Thôi mà cậu. Giết cháu con. Cậu bình tĩnh lại đi. Hại Ly. Bây giờ là hại chết ba con. Con không tha cho tụi nó đâu. Con phải giết tụi nó. Cậu bình tĩnh lại đi cậu. Đừng buông cuộc ra. Cậu buông ra. Nè, có chuyện gì vậy? Chuyện gì hả? Cậu đi. Cậu chết đi. Cậu mà em là buông ra. Bình tĩnh đi. Em biết rõ, tụi nó giết cháu em, hãm hại ba. Em phải giết tụi nó, không tha cho tụi nó đâu. Thôi mà nghe. Trọng, em nói đi. Em về phe tụi nó từ khi nào vậy hả? Tại sao không cho anh báo công an, gông cổ nó lại? Em có biết đây là cơ hội tốt nhất để mình nhổ cái gai trong mắt không hả? Bây giờ anh còn muốn gây chuyện nữa hay sao? Có phải em vì lời nói của anh ta mà xiêu lòng không? Em tin những lời đó là thật sao? Đừng có nói tầm bậy. Tất cả những gì em làm hôm nay là chỉ muốn tốt cho chuyện lớn sau này thôi. Hy vọng sự thật là như vậy. Đi bác sĩ đi. Vết thương của anh cũng không nhẹ đâu. Nhân đạo với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân đó. Anh cũng mong rằng em sẽ không phải hối hận về chuyện hôm nay. Nếu như có ngày đó, tôi sẽ tự chịu một mình, không làm liên lụy tới anh đâu. Con nghe má. Chuyện gì vậy? Ông già đó tỉnh lại rồi. Sao lại sống dai như vậy chứ? Nếu em muốn giết thì giết anh trước đi. Bởi vì anh biết rõ cô ta quay về đây là để trả thù, mà anh vẫn để cho cô ta quay lại. Tất cả là do anh. Anh nghĩ là dùng tình cảm chân thật của mình có thể hóa giải được hận thù. Tất cả vì anh. Anh nghĩ là mình cho cô ta hết tất cả thì cô ta có thể dừng tay lại. Nhưng anh đã sai lầm. Chính anh đã hại chết ba. Chính anh đã hại tất cả.
Em giết anh đi. Tình trạng tê liệt toàn thân như vậy có thể chỉ là tạm thời, dần dần cũng có thể hồi phục lại được. Nhưng mà đối với anh tỉnh lại được cũng là một điều may mắn lắm rồi. Dạ, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Dạ, được rồi, có gì chị cứ gọi cho tôi. Dạ, tôi biết rồi. Chào chị, chào cháu. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Má, má khoan nói cho anh Trung biết về chuyện Dượng tỉnh dậy nha. Má đã nói rồi con ơi. Sao má không hỏi ý con? Má... Dì, dì à, dì à, má con sao rồi dì? Ba con... Má không cần phải trả lời với mấy người này. Mày nói cái gì? Muốn về. Trọng à, không nên gây chuyện ở đây. Dì à, bác sĩ nói tình trạng của ba con sao rồi? Tình trạng sức khỏe của Dượng như thế nào á thì không liên quan gì tới anh. Dì Dượng đã tuyên bố từ mặt anh rồi. Người thân hiện giờ của Dượng á chỉ có má và tôi thôi. Mày nói cái gì vậy? Muốn về à? Hả? Tỉnh đi anh. Nói gì chứ nói làm gì? Mình vô thăm ba đi anh. Các cậu không được vô đâu. Ông nói vậy là sao? Tôi vừa nói chuyện với bác sĩ về tình trạng của ông Trường. Đây là thời điểm để tuyên đọc mạng ủy thác của ông này. Cách đây một tuần, ông Trường có đến gặp tôi để làm hồ sơ về tài sản thừa kế và một bản ủy thác để phòng khi sau này có chuyện. Theo ý nguyện của ông Trường thì bản ủy thác này sẽ được đọc khi bác sĩ xác nhận tình trạng sức khỏe và tinh thần của ông ấy không còn khả năng quản lý công việc nữa. Lúc đó, ông Trường sẽ giao toàn bộ quyền quản lý tài sản cho anh Nguyễn Hoàng Phú. Không thể nào, bản ủy thác này là giả. Bà không bao giờ giao tài sản cho người ngoài mà không giao cho con trai ruột của mình. Tôi từ con. Cái gì vậy anh hai? Không, bà sẽ không làm vậy với anh hai. Chắc chắn ông đã cung kích với bọn họ. Tất cả giấy tờ này đều là giả. Cậu ăn nói lung tung cái gì vậy? Tất cả các giấy tờ này được ông Trường lập trong tình trạng sức khỏe và tinh thần rất là minh mẫn, với sự chứng kiến của bà Hậu. Cậu còn nói lung tung, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Chúng tôi sẽ không tha cho mọi người thì có. Chúng tôi sẽ kiện chuyện này ra tòa. Gì? Con biết gì là người tốt, chị sẽ không theo bọn họ. Chị nói ra sự thật cái gì? Má, má cứ lên tiếng đi má. Đúng vậy. Hôm đó là... là gì cũng có mặt nữa. Mọi chuyện là ý của ba các con đó. Gì? Anh hai, anh hai, anh hai. Chuyện này sẽ không kết thúc vậy đâu. Tôi sẽ kiện mọi người ra tòa. Dạ, để tôi hốt cái này ra. Tôi nói đi ra ngoài. Dạ. Gì? Dạ. Có chuyện gì mà ba tôi giận dữ như vậy? Tôi lỡ tay làm bể cái ly uống nước của ông cho nên ông giận. Là đồ cổ sao? Dạ không phải, chỉ là cái ly bình thường ông vẫn uống nước để trên bàn đó. Chỉ là cái ly uống nước thôi. Dạ. Tại sao lại giận dữ như vậy chứ? Tại vì cái ly đó là của cậu Trung tặng cho ông. Anh biết không, cách đây mấy ngày em có vào phòng của lão để tìm tài liệu. Và em đã thấy lão gom hết tất cả những mảnh vỡ của cái ly đó, bỏ vào cái hộp rất cẩn thận. Nếu lão ta vẫn còn thương Minh Trung thì tại sao lại giao tất cả hết cho thằng Phú mà còn lại làm giấy từ con nữa?
Em nghĩ là anh nên theo dõi luật sư Thái. Em nghi ngờ luật sư Thái tiếp tay cho vụ này hả? Ừ, anh hãy cẩn thận, đừng để cho họ nghi ngờ. Thật ra em vẫn cần Hoàng Phú giúp em ở Trường Thịnh. Anh hiểu rồi. Nhưng mà sao em không kể chuyện cái ly bể cho thằng Trung, để cho anh ta thấy bản di chúc có vấn đề, rồi giành lại cổ phần. Nếu như vậy thì sẽ có lợi cho kế hoạch của em hơn. Chuyện tranh chấp tài sản thường là nó sẽ kéo dài cả năm trời. Lúc đó nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, và nó sẽ kéo theo kế hoạch khôi phục công ty của ba sẽ bị trì trệ. Em lúc nào cũng nghĩ chu đáo. Yên tâm đi, anh sẽ cẩn thận. Alo. Anh muốn gặp em được không? Anh biết là em đang nghĩ gì, nhưng thật sự anh cũng rất là bất ngờ trước bản di chúc của ông ta. Tôi nghĩ ông ta đang cảm thấy mắc nợ gì về anh, đồng thời lại đang thất vọng về anh Trung, nên mới đưa ra quyết định như vậy. Vậy chúng ta vẫn là cộng sự của nhau đúng không em? Bây giờ anh là người đang có lợi thế, tôi mới là người rất mong sự hợp tác của chúng ta sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà làm ảnh hưởng. Em đừng có nói như vậy, anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em trong mọi trường hợp. Anh không chỉ là đối tác tốt của em, mà anh có thể là bất cứ mọi chuyện gì em nữa. Anh và tôi tốt hơn hết chỉ nên là đối tác của nhau. Cô mới về hả? Khuya rồi mà dì tính đi đâu vậy? Dạ đâu có, đâu có đi đâu. Dì giấu gì sau lưng vậy? Rác. Tôi tính đem tôi bỏ rác à. Rác thôi, đâu có gì đâu mà phải giấu. Dì đưa đây tôi coi. Trời ơi, không được đâu cô ơi. Giờ lắm con chuột nó chết nó hôi rình à. Tôi bỏ bao ni lông giờ tôi đi bỏ rác đó. Thôi tôi bỏ nha cô, bỏ đi hôi lắm. Chịu không có nổi, tôi đi nha cô. Nhà anh Trung, sao anh lại... Anh biết là em rất lo lắng cho anh Trung. Em vào gặp anh ấy đi. Em muốn gặp á, thì em cũng không gặp ở đây đâu. Em không muốn lại đụng đầu với con người không xứng đáng kia. Em có thể hẹn anh Trung ra ngoài được mà. Em... Cô Hương, mở cửa. Có chuyện gì vậy? Đưa gì? Tôi ra khỏi chỗ này liền. Sao vậy? Không quản đi. Vậy? Có chuyện hay gì? Hay là tôi kể cho nghe. Được rồi, vậy lên xe đi. Hồi xưa tới giờ á, tánh ông chủ nghiêm khắc lắm, nhưng mà ít khi ông nổi nóng với dì. Bữa đó lần đầu tiên là dì thấy ông giận như vậy đó. Chuyện ba càng yêu quý cái ly á, thì càng chứng tỏ ba còn rất yêu thương anh Trung. Cho nên chuyện ba làm giấy tờ ảnh á, là không thể nào xảy ra được. Tôi cũng nghĩ như cô vậy, tôi mới liều tôi lấy cái ly ra để cho cậu Trung coi á. Nhưng mà lúc dì đi á, Thu Hồng có biết không vậy? Lúc tôi ra thì tôi đụng mặt cô Hồng. Tôi nói dốc là tôi đi quăng rác, chắc không phát hiện gì đâu. Con nghĩ là dì không nên quay trở về đó đâu. Ủa, sao vậy? Con sẽ sắp xếp cho dì. Như vậy sẽ tốt cho dì hơn đó.
Ờ thì tụi con nói sao gì làm vậy đi. Bây giờ càng khẳng định cái bản quỷ thác đó là giả. Anh à, em nghĩ là mình nên tìm anh Trung để nói chuyện này đi. Anh sẽ hỗ trợ anh Trung hết mình về mặt pháp lý. Còn bây giờ, điều anh Trung cần nhất đó là sự hỗ trợ tinh thần của những người đặc biệt với anh ấy, như là em. Gì? Con. Gì à? Con muốn biết bây giờ bà con sao rồi? Ba con vẫn vậy. Ba con vẫn nằm yên một chỗ con à. Dì có thể cho con vào thăm ba con một chút được không dì? Trung à, không phải là dì không có muốn cho con vô thăm ba con đâu, nhưng mà thằng Phú nó cho người canh trước cửa đó con. Dì, hay là con giả làm bác sĩ, dì giúp con nha. Không được đâu con. Dì à, con xin gì đó. Con đứng lên đi. Dì giúp con đi. Con làm như vậy. Dì à, con không cần giả tài gì hết. Con cho thằng Phú hết. Con không có tranh giành gì với nó hết đó. Miễn sao dì giúp con, cho con gặp ba con đi dì. Thôi con cứ đứng lên đi. Con đứng lên trước đi dì hứa. Dì sẽ giúp con gặp ba con. Đâu. Con đứng lên đi con. Đi con. Dì à, con cảm ơn dì. Nhưng mà thằng Phú á, nó sắp vào rồi. Con hứa với dì là con chỉ vào gặp ba con một chút thôi. Khi nào nó đi á, dì sẽ gọi con vô thăm nữa nha. Dạ, dạ, con nghe lời dì mà. Đi con. Má. Hả? Anh làm cái gì vậy? Có chuyện gì vậy má? Phú hả? Nè, anh định dụ dỗ má tôi để được vô phòng thăm dưỡng hả? Anh đừng có nằm mơ. Hoàng Phú, mày đừng có quá đáng nha. Con, có ai ép gì anh đâu. Hả? Tôi không có làm gì anh hết. Người không muốn gặp anh á, đó là Dượng. Thấy không? Tôi chỉ làm theo ý của Dượng thôi. Mày. Phú. Phú. Con cho anh Trung vô gặp Dượng một chút đi con. Một chút xíu thôi. Má à, sao má lại nói như vậy? Má nói như vậy á là người ta tưởng con chia rẽ tình cảm cha con của người ta. Má biết tại sao là con không cho ảnh vô không? Phú. Là tại vì cô sợ ảnh vô đó ảnh chọc tức chết Dượng. Hoàng Phú. Thôi, mày con. Cái gì vậy? Anh quýnh tôi hả? Thôi mà. Anh làm cái gì vậy? Anh biết đây là đâu không? Hả? Má thấy chưa? Thôi con. Má thấy chưa? Thôi mà. Phú. Con đừng có tranh cãi ở đây nữa. Má xin con mà. Đi. Mình đi con. Tôi cảnh cáo anh, đừng bao giờ bén mảng tới đây nữa. Anh rõ chưa? Anh sẽ không bao giờ có cơ hội bước chân vô cái căn phòng bệnh nữa đâu. Thôi mình đi đi con. Đi đi mà. Đánh đường tôi đi. Cái ly này anh đã tặng nó cho ba trong ngày sinh nhật 10 năm trước. Cái ly này minh chứng cho một chuyện là ba còn rất thương anh. Sẽ không có chuyện ba từ anh và giao hết tài sản cho Phú đâu. Anh không ngờ kẻ nhiều tham vọng nhất chính là Hoàng Phú. Anh à, anh phải vạch mặt Phú để lấy lại những gì mà Phú lấy được từ tay anh. Anh không cần gì hết. Anh chỉ cần có ba thôi. Anh à, có em và anh Khải sẽ hết mình hỗ trợ anh. Anh có cần gì á thì cứ nói cho em biết. Em đừng có giúp đỡ anh như vậy nữa được không? Anh không xứng đáng để được những sự giúp đỡ của em và Khải đâu. Khi em gặp nạn thì anh đã giúp đỡ em. Bây giờ anh gặp chuyện thì em giúp lại anh, đó là chuyện đương nhiên thôi mà. Anh có làm gì được cho em đâu. Có phải anh đã bán hết cổ phần của anh cho cô ta để cô ta không kiện em nữa, có đúng không? Anh có làm gì
thì cũng không thể bù đắp được nỗi đau và mất mát mà em phải gánh chịu. Là anh đã hại chết chính con ruột của mình. Suốt cuộc đời này anh không thể tha thứ cho bản thân của mình được. Có những chuyện á, chúng ta không thể cứ ngồi tự trách mình được anh à. Mà ngược lại, chúng ta cần phải hành động. Để nếu như mình không thay đổi được gì thì ít ra cũng có thể ngăn chặn những chuyện tương tự sẽ xảy ra mà. Anh hiểu rồi. Anh biết là mình cần phải làm những gì mà. Nhưng trước mắt anh phải lo cho ba. Phải cho ba được an toàn rồi mới tính tiếp được. Em đồng ý. Nhưng mà em muốn anh á, khi bước vào cuộc chiến mới này, anh phải nhớ một nguyên tắc. Đó là không được nhân nhượng. Nếu trước đây anh không nhân nhượng, biết cô ta quay trở về để trả thù mà vẫn để cô ta bước vào gia đình, và nếu như em không gì cứ nghĩ câu nợ cha con trả, nhân nhượng với cô ta, thì mọi chuyện đã không xảy ra như ngày hôm nay đâu. Đúng không? Đây là quả báo của ông. Muốn nói gì? Ông muốn nói là rồi tôi sẽ bị quả báo à? Ông yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ bị quả báo. Tại vì tôi không bao giờ làm việc ác, tôi không bao giờ hại ai. Những gì mà tôi làm là tôi muốn lấy lại công bằng cho bản thân mình thôi. Là ông đã nợ má con tôi trước, nên bây giờ tôi chỉ đến đây để mà đòi nợ thôi. Ông hiểu không? Hả? Có chuyện này, nhân thể tôi cũng nói cho ông biết luôn, là tôi cũng đã làm giấy tờ để tiếp quản tất cả tài sản của ông rồi. Từ nay ông có thể yên tâm nằm đây để mà ngẫm nghĩ về những tội ác mà mình đã gây ra. Thê thảm không? Chứ tôi thấy ông thê thảm lắm đó. Ở đây mà từ từ chết dần, chết mòn. Đứng lại. Anh Trường cần phải chụp MRI. Không phải hôm qua ông đã chụp rồi sao? Hôm qua chỉ là chụp CT thôi. Sao sáng nay họ ra lịch khám bệnh mà không nghe bác sĩ nói tới? Sau khi kiểm tra lại thì thấy có một số vấn đề, nên chúng tôi muốn kiểm tra lại cho thật kỹ. Tôi biết là các anh đang nghĩ gì, nhưng bệnh nhân thì cần phải kiểm tra tỉ mỉ hơn. Nếu như ông ấy có mệnh hệ gì thì tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu. Có chuyện gì vậy anh Sơn? Chúng tôi phải đưa anh Trường đi chụp MRI. Ủa, ông ta đâu rồi má? À, bác sĩ đã đưa Dượng con đi chụp MRI rồi con. Chụp MRI hả? Không phải đã chụp rồi sao? Má cũng không rõ nữa. Họ
Họ đi bao lâu rồi? À, khoảng hơn 2 tiếng đó con. Chắc không có chuyện gì đâu con ha. Má thì không có chuyện gì rồi, nhưng con có chuyện đó. Con nói gì vậy? Má bị tụi nó lừa rồi. Phú, Phú. Lần này con không biết phải cảm ơn chú như thế nào. Không sao đâu con. Thật sự lần này không có chú giúp đỡ thì con không biết làm cách nào để đưa ba con ra. Nhưng chú làm như vậy liệu có sao không? Không có gì. Một khi chú đã quyết định làm chuyện này, có nghĩa là chú đã có sự sắp đặt của chú rồi. Cháu không cần phải lo cho chú đâu. Với lại ba con với chú là bạn thâm tình lâu năm, cho nên chú lo cho ba con cũng là chuyện nên làm. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Ừ. Tình trạng của ba con không được ổn định lắm, chắc có lẽ là chú phải ở lại đây vài ngày để mà tiện việc chăm sóc cho ba con. Con cứ yên tâm đi. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, bệnh nhân đã tỉnh dậy rồi. Ừ. Ba. Ba. Ba ơi, ba đừng như vậy mà. Con còn có rất nhiều chuyện muốn nói với ba. Con biết con là đứa con bất hiếu, đã làm cho ba thất vọng rất nhiều. Nhưng con không thể nào nhìn thấy ba bệnh như vậy mà con không lo được. Ba. Dạ. Bây giờ con có nói gì á thì ba con cũng không nghe đâu. Hay là con ra ngoài trước đi. Ba. Con đừng có lo, ở đây đã có chú rồi. Con xin phép ra ngoài, rồi con sẽ quay lại thăm ba sau. Vậy phiền chú chăm sóc cho ba con. Không sao, đó là trách nhiệm của chú mà. Ừ. Làn sóng bất động sản chưa bao giờ thiếu sự thu hút và đầu tư mạo hiểm từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, với bản kế hoạch này, cháu đã hoạch định rõ trong vòng 5 năm tới, chúng ta sẽ có lời từ dự án quy hoạch bất động sản từ khu Tây Sài Gòn. Chú cứ tin ở cháu, vì cháu đã nghiên cứu rất kỹ khu vực đó. Chuyên môn của chúng ta là lắp ráp xe và thiết kế, cứ vậy mà làm, cần gì phải làm mấy cái lợi nhỏ này, rốt cuộc chẳng được gì đâu. Cháu chưa bao giờ nghĩ tới cái lợi trước mắt cả. Cháu nghĩ tới cái lợi rất lớn nếu như chúng ta đầu tư mạnh vào dự án bất động sản lần này. Chú cứ tin tưởng ở cháu và chú cứ xem trước đi đã. Không cần đọc gì cả. Tôi trước giờ làm ăn rất là cổ lỗ sĩ. Tôi suy nghĩ đơn giản, chúng ta không có chút kinh nghiệm nào về bất động sản, đầu tư vào làm sao có lợi. Cháu biết chú đang lo lắng về khoản đầu tư, nhưng chú cứ yên tâm, cháu có khả năng kêu gọi vốn đầu tư. Chú hãy xem qua và sẽ hiểu rõ lý do tại sao chú nên ủng hộ quyết định của cháu. Tôi đã bày tỏ rõ quan điểm của tôi rồi. Dù cô có làm bản kế hoạch tỉ mỉ và chi tiết tới đâu, tôi vẫn không đồng ý và không cần đọc. Dạ thưa chú, cháu thấy bản kế hoạch này của chị Hồng rất là tỉ mỉ và chi tiết ạ. Và rất dễ cho chúng ta thấy được lợi nhuận trong vòng 5 năm tới ạ. Nhưng quả thật là công ty của chúng ta đầu tư vào lĩnh vực bất động sản là một bước đi vô cùng mạo hiểm. Lĩnh vực bất động sản không theo một quy luật nào cả. Kẻ nắm được quy luật chắc chắn phải tốn cả gia tài trồi sụp thì mới có một chỗ đứng tin cậy trong giới bất động sản. Cho nên với tình hình công ty hiện giờ, cháu đồng ý với chú, chúng ta không nên đầu tư vào bất động sản. Đó, cậu Phú đã đồng tình với tôi. Cho nên dự án bất động sản bên mình để qua một bên đi. Thôi được rồi, cháu sẽ suy nghĩ lại chuyện này. Đầu tuần sau cháu sẽ có quyết định chính thức cho mọi người.
Không còn vấn đề gì nữa. Buổi họp đến đây đã kết thúc. Cháu à, cái ghế mà cháu đang ngồi không dễ mà có được. Cháu hãy cố ngồi cho thật vững, trước khi muốn làm chuyện gì thì làm. Cháu cảm ơn chú. Cháu sẽ nhớ lời chú dạy. Anh định giở trò gì vậy? Anh có làm gì đâu. Tại sao em lại nói anh như vậy? Giở trò gì? Vậy tại sao lại chống đối tôi trước mặt ông ấy? Anh làm những chuyện này là vì em thôi. Em suy nghĩ kỹ lại đi. Tình hình công ty hiện tại vẫn chưa ổn định vì những chuyện vừa qua. Mà bây giờ em định đầu tư vào cái khoản đó thì nó quá mạo hiểm. Với lại, số cổ phần em đại diện phần lớn là của đối tác bên Thái Lan. Nếu để bên đó biết được em điều hành công ty không được thì thế nào, chắc chắn là họ sẽ không tin tưởng em nữa. Đồng nghĩa với việc em sẽ mất quyền kiểm soát công ty. Anh thật sự nghĩ như vậy? Tôi thì lại nghĩ anh đang cố tình rút đi cái quyền kiểm soát của tôi. Anh đã hỗ trợ em lấy lại sự nghiệp của mình, vậy mà em vẫn đề phòng anh như vậy sao? Em à, em hãy tập thói quen tin tưởng anh đi. Và làm việc gì, lúc nào anh cũng nghĩ đến lợi ích của em. Tôi không tin bất kỳ ai. Và tôi cũng không cho phép ai phá vỡ kế hoạch đó của tôi. Dạ, mời chú ạ. Bữa cơm hôm nay tuy đạm bạc nhưng chắc nó không đơn giản như lý do cậu mời tôi đâu, đúng không? Dạ thưa chú, đây chỉ là một bữa cơm bình thường của kẻ dưới mời người trên thôi ạ. Cậu ăn nói cũng khéo lắm. Nhưng Dượng cậu sao rồi? À, dạ thưa chú, tình hình sức khỏe của Dượng con đang dần ổn định ạ. Tôi muốn đi thăm ông ấy. Ăn xong chúng ta cùng đi được không? Dạ thưa chú, hiện tại thì Dượng con đang chữa bệnh ở nước ngoài ạ. Vậy à, vậy cũng tốt. Điều kiện ở nước ngoài chắc chắn sẽ giúp anh Trường mau phục hồi. Thôi, có chuyện gì cậu cứ nói đi. Đừng có để lãng phí bữa cơm ngày hôm nay. Dạ thưa chú, cháu thật sự rất lo tình trạng của công ty hiện giờ. Nếu chị Thu Hồng cứ nhất quyết làm theo ý muốn của chị thì tình trạng công ty rất nguy. Số tiền lỗ lạ sẽ không bao giờ kiểm soát được. Cháu rất lo cho Dượng cháu sẽ nổi giận và thất vọng khi Dượng cháu đã giao một phần trách nhiệm của công ty cho cháu. Mà chú thấy đó, cháu không có một chút nào gọi là quyền hành để quyết định. Có phải cậu muốn tôi ủng hộ cậu lên nắm quyền điều hành thay cô Hồng? Dạ, thật sự là trước đây cháu chỉ là một nhân viên kỹ thuật thôi. Nhưng Dượng cháu một mực bắt cháu phải về tổng công ty làm quen dần với việc điều hành. Lúc trước cháu không có hiểu và không muốn cố gắng. Nhưng mà bây giờ cháu đã hiểu rồi. Dượng cháu đã phát hiện ra Thu Hồng trở về đây chỉ để trả thù cho ba cô ấy. Những gì cô ấy đã và đang làm thực chất chỉ là đang âm mưu phá nát Trường Thịnh thôi ạ. Dẫm đạp lên ước mơ tâm huyết của Dượng cháu. Chính vì vậy mà Dượng cháu đang muốn cháu cố gắng hết sức để mà giành lại cái quyền điều hành công ty. Cậu nghĩ mình có khả năng đối đầu với cô Hồng sao?
Nếu chú không muốn tài sản của mình bốc hơi, thì chú hãy có một sự lựa chọn an toàn. Ít ra với cháu, chú không phải mạo hiểm với những dự án trên giấy. Cháu biết chú là một cổ đông có tầm nhìn, bên nào có lợi hơn sẽ nghiêng về bên đó. Vì vậy, nếu Thu Hồng cho chú bao nhiêu lợi ích, cháu thề với chú, cháu sẽ cho chú gấp đôi. Tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của cậu. Bây giờ tôi có việc, tôi phải đi trước. Dạ, chú đi cẩn thận ạ. Má tính làm gì vậy? Chú Phi đem vali ra xe trước cho tôi đi. Dạ. Má muốn đi đâu? Trong cái nhà này xảy ra quá nhiều chuyện. Má cảm thấy mình không xứng đáng để ở trong cái nhà này nữa. Xứng đáng là sao? Bao nhiêu năm trời má hy sinh cho cái nhà này, rồi bây giờ má đem cái thằng con trai má hy sinh cho ông ta luôn. Má nói không xứng đáng là không xứng chỗ nào? Phú à, con đừng nói những lời không có lý như vậy được không? Má tiếp tay vào người ngoài để hại con trai của má. Bây giờ má đòi đi ra khỏi căn nhà này để má gây áp lực cho con đúng không? Quả thật, dượng con trước đây đã làm những điều rất là xấu xa. Nhưng mà bây giờ mới đây bị trời trả báo rồi đó, làm cho gia đình tan nhà nát cửa. Con hãy nhìn tấm gương của ông ấy mà cẩn thận chứ. Hãy dừng tay lại trước khi quá muộn con ạ. Thôi, má đi đây. Con nhớ giữ gìn sức khỏe. Châu Phú. Bé Đan à, con chạy từ từ thôi, té bây giờ đó. Rồi xuống. Chạy dữ vậy, té làm sao? Con chào chú chưa? Dễ con thương. Chào cháu. Ồ, vậy hả? Ngoan quá. Thôi, qua đây mẹ bế, đừng có làm phiền chú. Phiền gì đâu, anh chơi với thằng nhỏ được mà. Ồ, xe đẹp quá vậy con. Xe đẹp của Đan đó. Dễ thương. Thôi nè, quá, bé Đan lên ngủ với mẹ nè, tới giờ rồi. Ê, lên uống sữa ngủ ngang. Dạ. Chạy nhanh nhanh nhanh. Ý, bắt được rồi. Không. Ủa, anh ngồi ở đây hả? Qua đây con. Mình đi đâu vậy mẹ? Cô đang ngồi đây nha. Em xin lỗi anh,
Em tới trễ. Tại ở nhà không có ai coi chừng cô Đan hết trơn á, nên em phải sắp xếp để dắt nó theo. Không sao đâu, anh mới vừa tới, với lại anh kêu nước cho em luôn rồi đó. Cảm ơn anh. Em định nuôi nó luôn sao? Ngay từ đầu khi em nhận nuôi cô Đan, em đã coi nó là con ruột của em rồi. Vả lại em không bao giờ nghĩ nó sẽ trở thành một cái công cụ để em đạt được mục đích đâu. Nhưng mà làm mẹ đơn thân vất vả lắm, với lại em còn nhiều việc phải lo, chưa kể đứa bé trong bụng em nữa kìa. Anh nói sao vậy? Em đâu phải mẹ đơn thân, cô Đan có ba mà. Hồng à, anh an tâm đi. Em biết phân biệt cái nào là tình cảm riêng tư và cái nào là hận thù gia đình mà. Con khiến cho em có hạnh phúc, em có cảm giác mình là một người mẹ thật sự. Chị mẹ gắn pin vô cho con chơi nha. Nha. Dạ. Cảm ơn em. Dạ mời anh chị. Còn uống cái này không? Không. Không hả? Em chào chị. Em tới rồi hả? Mọi chuyện xong chưa? Người của mình đã theo dõi rất sát sao, nhưng mà tới giờ vẫn chưa tìm ra sơ hở của luật sư Thái. Luật sư Thái đúng là có nghề. Hoàng Phú đang lộ rõ việc chống đối em. Bây giờ chúng ta phải cần tìm thêm bằng chứng để cho thấy Hoàng Phú đang cấu kết với luật sư Thái làm giả di chúc, càng sớm càng tốt. Dạ em biết rồi, em sẽ cố gắng hết sức. À, còn bản thông tin mật đó em đã tìm ra chưa? Em vẫn chưa tìm ra, lục hết cái nhà rồi vẫn không thấy. Lão già đó cất bản thông tin bí mật đó đâu được chứ? Ngay từ đầu khi em nhận nuôi cô Đan, em đã coi nó là con ruột của em. Vả lại em không bao giờ nghĩ nó sẽ trở thành cái công cụ để em đạt được mục đích đâu. Em tới rồi. Mọi chuyện xong. Người của mình đã theo dõi rất sát sao, nhưng mà tới giờ vẫn chưa tìm ra sơ hở của luật sư Thái. Luật sư Thái đúng là có nghề. Hoàng Phú đang lộ rõ việc chống đối em. Bây giờ chúng ta phải cần tìm thêm bằng chứng để cho thấy Hoàng Phú đang cấu kết với luật sư Thái làm giả di chúc, càng sớm càng tốt. Dạ em biết rồi, em sẽ cố gắng hết sức. À, còn bản thông tin mật đó em đã tìm ra chưa? Em vẫn chưa tìm ra, lục hết cái nhà rồi vẫn không thấy. Lão già đó cất bản thông tin bí mật đó đâu được chứ? Thì ra là tụi nó theo dõi mình. Sao lại mất rồi? Thôi nín 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 thôi nè. Nín nè nè nín. Rồi rồi thôi được rồi, để mẹ tìm xe bự cho con nha. Nha. Thôi mẹ tìm xe bự cho con nha. Chị Ba ơi. Dạ. Dạ thưa cô gọi tôi. Cái xe hơi mà em hay chơi đâu rồi? Dạ dạ để tôi đi tìm. Tìm đi nhanh lên. Dạ. Rồi thôi thôi nín nín. Ôi nín, mẹ thương mẹ thương. Thôi con chơi cái này đi, con chơi cái này đỡ đi, rồi chút nữa chị Ba tìm xe bự cho con nha. Thôi chị Ba không có chọc em nữa. Rồi rồi thôi. Nè nè bây giờ nè, nếu như mà tìm cái xe không có, cái mẹ mẹ mua với chị màu cho con nha. Nha. Mẹ mua quá trời màu luôn cho con vẽ nha. Nha. Chị Ba ơi, chị Ba tìm cái xe cho em chứ chị Ba không chọc em nữa nha. Ngoan, không có khóc nữa, chị Ba tìm cho con. Bé Đan, sao con lại khóc? Ừ? Con kiếm cái này phải không? Nè. Cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú đi con. Cảm ơn chú. Trời ơi, ngoan. Giỏi quá rồi. Thôi có xe rồi, bây giờ hai mẹ con mình lên nhà nha. Lên phòng chơi nha. Lên phòng vừa chơi xe vừa vẽ nha. Tên 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 tên. Alo. Nam mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát.
ma à? Con xin lỗi má mà. Con đừng tới tìm má nữa. Má à, con đi đi. Má sẽ không bao giờ quay về đâu. Má, con xin lỗi má. Má ơi, mấy ngày vừa qua con đã rất là hối hận. Con xin má hãy giúp con một lần cuối này thôi. Con hứa với má, sau chuyện này con sẽ bỏ hết tất cả. Rồi hai má con mình sẽ đi đến một nơi nào đó làm lại từ đầu nha má. Thôi đủ rồi, con đừng nói gì nữa. Má sẽ không tiếp tay với con làm hại thêm bất kỳ ai nữa đâu. Má, con không có làm chuyện hại người. Con chỉ xin má giúp con đưa Dượng trở về, để con có thể nói với anh Trung xin Dượng bỏ qua hết mọi chuyện. Má ơi, con thôi đi. Con định bắt Dượng về và để uy hiếp thằng Trung hại thêm nhiều người nữa hay sao? Má, con đã hỏi luật sư rồi. Nếu anh Trung thưa kiện, cái chuyện di chúc giả mà bị bại lộ thì con sẽ bị ở tù chung thân. Má, má cứu con đi. Con không muốn bị ngồi tù đâu má. Con xin má. Má, má ơi. Má ơi, má đừng bỏ con. Má lấy con đi mà má. Má xin lỗi con. Con hãy ở lại với ba con. Khi nào mà má có cơ hội, má sẽ về đón con mà. Không, má lại với con đây năm nãy má mà. Má xin lỗi con mà. Má lại với con đây. Má, má, má ơi, má lại má. Má đừng có bỏ con đi mà má. Má lại đi, má đừng có bỏ con đi mà má ơi. Má, má ơi. Má sẽ giúp con một lần cuối cùng. Con cảm ơn má. Con cảm ơn má. À, bữa nay có chuyện gì mà anh ghé qua nhà em sớm vậy? Em xem đi. Đây là bản danh sách các ngân hàng mà Trường Thịnh đang dây vốn. Trong đó Toàn Cầu luôn ủng hộ Trường Thịnh mạnh nhất. Vậy chắc đây là cái giá mà bên Toàn Cầu đã trả cho Thu Hồng để hãm hại ba em. Anh cũng nghĩ như vậy. Bởi vì mỗi lần Thu Hồng gây ra chuyện lại rơi vào đúng thời điểm quan trọng quyết định sáp nhập Xuyên Á với Đông Dương hay Toàn Cầu. Vậy thì có nghĩa là nếu như mình cắt nguồn vốn này á, thì chắc chắn Hồng sẽ rất khó để xoay sở. Anh nghĩ là tốt nhất em nên đi gặp bà Quyên, má của Định Quy xem sao. Em không nghĩ á, gặp được má của anh ta để giải quyết chuyện gì đâu. Hiện tại bây giờ bà ấy đã giao tất cả mọi chuyện ở ngân hàng cho con trai. Với lại họ là mẹ con mà, thì nhất định bà ta sẽ đứng về phía con trai của mình thôi. Em đừng có quá lo. Theo anh thì ngoài mặt tuy là Định Quy nắm toàn quyền, nhưng người có quyết định cao nhất vẫn là bà Quyên. Hơn nữa anh từng nghe ba em kể, bà Quyên tuy là người phụ nữ rất quyết liệt trong việc kinh doanh, nhưng lại rất coi trọng các nguyên tắc đạo đức. Anh nghĩ là em cứ thử đi gặp cô xem sao. Thôi được rồi, em nghe anh, em sẽ thử xem sao. Anh có việc phải đi trước, gặp em sau, có gì alo cho anh nha. Em biết rồi, anh đi cẩn thận nha. Bữa nay em không đi làm sao? Bữa nay chủ nhật mà. Anh sao vậy? Anh quên. Anh có chuyện gì muốn nói với em à?
Có chuyện gì vậy? Bộ khó nói lắm sao anh? Hương à, anh hy vọng là em sẽ không giống như Hồng, vì lòng thù hận mà làm đường lạc lối. Anh nói câu này vì anh thật sự lo cho em, hay là anh sợ em sẽ trả thù Thu Hồng? Anh nói ra điều này là thật lòng quan tâm đến em. Còn Hồng thì ai làm sai thì người đó phải trả giá thôi. Em sẽ không mù quáng giống Thu Hồng đâu. Em biết là mình đang làm gì và điểm dừng ở đâu mà. Anh yên tâm đi. Cô ơi, có bà Hậu tới tìm. Dạ. Ủa, sao dì lại tới đây? Chắc là vì chuyện của Phú. Hương, cậu đã khỏe hẳn chưa? Dạ cảm ơn dì, con không sao. Trung. Dạ. Ba con sao rồi con? Sao dì lại hỏi con chuyện này? Ba con là do dì và Hoàng Phú chăm sóc mà. Trung, con đừng có giấu dì. Dì biết là ba con đang ở đây với tụi con mà. Con còn không gặp được ba con thì làm sao mà ba con ở đây được hả dì? Trung à, dì đã nhận ra cái người mà hôm đó đưa ba con đi chính là con với Trọng mà.